chứ cổng chùa Châu Thế nha mọi người. Nên đi xuống dốc. Xuống dốc chùa nên nó bán nhiều đồ. Dốc ra trên đường đi đi xuống núi rồi mọi người, nãy giờ mình ở trên núi Châu Thới nên mình đi xuống. Đây, đây có bán rất là nhiều. Giá đỡ điện thoại rồi mọi người, có 10.000 thôi. Gió. Đây là tiền xu đâu rồi. Tiền cổ nè. Xin chào mọi người nha. Hôm nay rất vui vì mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Nay mình muốn giới thiệu đến mọi người cái kiến trúc của chùa Châu Thế đó mọi người. Nên mời các bạn và mọi người theo chân mình để đi tham quan khu vực chùa Châu Thế nha mọi người. Đây. Rồi xin mời các bạn nghe theo mình nha mọi người. Đây là trên cao nhìn xuống của chùa Châu Thế. Mình sẽ đổi camera lại là quay toàn cảnh cái kiến trúc và khuôn viên của ngôi chùa Châu Thế cho mọi người cùng xem. Đây các bạn nhìn thấy không? Giờ hẹn gặp các bạn để mình quay lại cho các bạn xem. Đây mọi người thấy không, mình đang đứng ở trên cao nhìn xuống của khu vực xung quanh chùa Châu Thế. Dưới kia là bên đây là quốc lộ 1K đó mọi người. Đây là thuộc huyện Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Mình để mình zoom gần lại cho mọi người xem. Đây mọi người thấy trên cao nhìn xuống rất đẹp không? Dưới đây có cái hồ đó mọi người. Nãy mình lộ bộ dưới kia lên, đi đường núi lên. Mình sẽ quay sơ khuôn viên vòng vòng đó cho mọi người xem. Thì bên này chói nắng quá nên mình đeo kính râm. Xa là bên kia. Đó mọi người thấy rất rõ. Đây cao quá mình không dám đưa máy ra ngoài sợ nó rơi điện thoại luôn mọi người. Toàn cảnh trên cao nhìn xuống rất là đẹp luôn. Còn đêm thì nhìn cũng khá là phê. Nhìn những ngôi nhà xa xa nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh rất là đẹp. Cái kiểu biệt thự đó mọi người. Bên đó có một cái ngôi miếu. Miếu đỏ đỏ chỗ đó đó mọi người. Cái ngôi miếu chỗ đó. Chút xíu nữa mình có, nếu mình đi thuận đường thì mình sẽ đi vòng qua đó để review cho mọi người xem. Nhưng mà mình sẽ quay toàn cảnh cái khung bên ngoài của chùa cho mọi người xem. Đây là nơi treo cái đài Hồng Chung đó mọi người. Mình sẽ đi gần hơn để quay lại cái cảnh cái chuông to cho mọi người xem.
hẹp ra. Mọi người đến giếng chùa rất đông. Bữa nay là ngày 28 tháng 10 cuối tháng nên mọi người đến rất đông. Nguyên cảnh chùa bữa nay hơi nắng nên hình ảnh nó không được sắc nét lắm, mọi người thông cảm cho nắng quá chắc nó bị hình ảnh nó hơi bị nhạt tí. Hôm nay rất là đông xe để tham quan đó mọi người. Đây có con rồng rất là dài, người ta làm uốn lượn bao nguyên cái xung quanh của chùa luôn mọi người. Đây là đầu rồng, bên kia có một con giáp vòng quanh kia luôn mọi người. Đây hơi nắng này hình ảnh nó không được trong suốt lắm. Đây là tượng Phật và Bồ Tát rất là to luôn mà. Mình chữa review từ dưới chân lên tới đỉnh đầu luôn nè. Rất là to luôn mọi người. Này cao khoảng 15 mét. Bên đây có một con rồng đó. Con rồng bên đây nó cũng làm dài dắt qua giống như với con rồng bên kia. Rất là đẹp. Đây có một tượng Bồ Tát, ở bên kia cũng có một tượng đó mọi người. Đây đây có một tượng, chứ mình cứ qua bển mình quay cho mọi người xem. Út vậy không ạ? Cà đồ quần cái gì á? Cầm điện thoại. Kiến trúc rất là cổ kính nha mọi người. Bên này là tượng Quan Âm Bồ Tát thứ hai. Bên đây là bức tượng phía bên phải của cảnh chùa. Còn phía trở ngược bên đây để mình review lại cho mọi người xem. Đây bên đây là bên trái của cảnh chùa. Thấp xuống dưới quay cho mọi người xem. Bên này cũng có hai con rồng nữa nha mọi người. Trời sao không giàu nữa vậy? Có gì đây mà giàu được, có một tí đây mà thì giàu cái này giờ hai phòng rồi. Đây có con rồng dài qua đây, quay con rồng thôi, hai con rồng bên đây nha mọi người. Nó ôm lượn qua đó rồi mọi người. Con hai đứa ngủ nha. Đây hai con rồng ở đây mọi người. Nhưng mà sơ bộ vàng rất là nổi bật. Đây bên đây là tượng Quan Âm Bồ Tát thứ hai. Tượng Quan Âm bên kia không có cầm muỗng sen. Ở đây có cầm muỗng sen mọi người. Để mình quay cái cảnh bên đây chút xíu thì mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Thank you.
chú là cao cấp rồi đấy. Rất là cao to nha mọi người. Đường mình lên đây. Đường mình kia kìa. Đường mình lên mà. Chim bé chùa rất là đông. Đấy, đường xe lên đấy. Đây là bên đó là thành phố Biên Hòa nha mọi người. Trên cao nhìn xuống rất là đẹp. Phía bên đây là hướng bắc của ngôi chùa nên gió rất là mát. Bên này có cái hồ. Bên đó người ta đang công trình, người ta đang khai thác đá đó mọi người. Cái đó là nhà máy làm ống cống. Bên kia gần cao su còn nhiều. Bên đó có cái ta cũng đang khai thác đá bên cái hồ bên đó để mình dơm gần cho mọi người xem. Mọi người đợi mình tí. Đây là mình đang quay gần đó mọi người. Đó là thành phố Biên Hòa. Đây trời nắng nên mọi người nhìn không xa sương mù rất nhiều. Còn bên đây là Bình Dương. Đây mà dưới kia người ta cái nhà máy đang làm ống cống nè mọi người. Đây có cái hồ. Đây mình đang zoom xe gần như vậy, mình phóng xe gần để cho mọi người xem. Đây là miếu thờ ông Địa em ơi.
Nãy giờ mình đã review cái xung quanh cái cổng chùa đây Châu Thế cho mọi người xem. Giờ mình cảm ơn các bạn rất nhiều và cũng xin kết thúc video ở đây. Rất vui vì sự nhiệt tình theo dõi và luôn quan tâm đến đến nông dân TV của mình. Mình hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Đây có rất là cao. Các bạn vào video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chào.